Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Giải Mã Bí Ẩn, kênh YouTube tổng hợp và phân tích những điều kỳ thú, những câu chuyện thần bí và những ẩn số chưa có lời giải đáp trên trái đất này. Các bạn thân mến, chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ xoay quanh những câu chuyện kỳ bí về bộ bài tây. Chơi bài tây bao lâu thì có bao giờ các bạn tự hỏi rằng những bí ẩn chứa đằng sau những bộ bài tây là gì? Tại sao nó lại có từng đó quân bài và những chi tiết, những nhân vật có trong những bộ bài mang những ý nghĩa và những hàm ý gì hay không? Nếu như các bạn có cùng suy nghĩ và cùng thắc mắc cũng như là sự tò mò giống như mình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những sự thật đằng sau đó là như thế nào nha. Thứ nhất, đó là nguồn gốc của bộ bài tây. Các bạn thân mến, xuất hiện tại châu Âu vào khoảng thế kỷ thứ 13, thế kỷ thứ 14, bộ bài tây ngày nay trở thành một món đồ chơi vô cùng phổ biến trên thế giới. Song không phải ai cũng biết về những điều bí ẩn đằng sau mỗi quân bài. Bộ bài tây bao gồm 54 lá bài, trong đó có 52 lá bài là K, Q, Z, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và lá ất, và được chia là 4 chất: cơ, rô, chuột hay còn gọi là tép bích, còn lại là hai lá chắc cơ hay còn gọi là chú hề. Bộ bài đầu tiên trên thế giới xuất hiện ở Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ 9 đời nhà Đường, và khoảng năm 618 và năm 907, chúng được làm bằng giấy và phổ biến trong giới quý tộc vương giả. Trò chơi này được các thương gia phương Tây đưa về đất nước của mình. Người ta ghi nhận việc người châu Âu sử dụng bộ bài tây này từ năm 1418. Ngoài chơi giải trí thì chúng còn được dùng vào việc bói toán hay ảo thuật nhiều hơn, nên không phải cứ nói đến bài tây thì chỉ đơn thuần là để chơi giải trí đâu nhá. Thứ hai, quy luật của bộ bài tây. Bộ bài tây tuân theo quy luật tuần hoàn của thời gian với hai màu đen và màu đỏ, tượng trưng cho ngày và đêm tương ứng. Có nghĩa là tổng giá trị của các quân bài trong bộ bài là 364, cộng thêm chất chóc cơ là 365, đại diện cho 365 ngày trong một năm. Nói về lá bài chóc cơ còn lại thì làm cho tổng có thể lên tới 366, là số ngày trong một năm nhuận. Không những thế, nếu như bạn trừ hẳn đi hai lá chóc cơ thì trong bộ bài sẽ còn 52 lá, tượng trưng cho một năm có 52 tuần. Ngoài ra, trong bộ bài tây có 4 chất cơ rô chuột và quần bích tương ứng với 4 mùa xuân hạ thu đông, hay trong ngũ hành có thể tương ứng với nước lửa đất và khí. Với mỗi quần có 13 lá tương tự cho 13 giai đoạn khác nhau của mặt trăng, có thể hiểu nó được sử dụng như một cuốn lịch âm song hành. Những chất bài còn lại được sử dụng cho các yếu tố ma thuật, bói toán. Không ngờ bộ bài nhìn đơn giản như vậy mà ẩn chứa những bí ẩn đầy tính logic phải không nào? Thứ ba, Joker, hai lá bài quyền năng. Có lẽ khi mở bất cứ bộ bài nào thì tệp đầu tiên luôn kèm theo hai lá Joker hình chú hề tinh quái. Thế nhưng nó lại chẳng bao giờ được sử dụng tới. Vậy có bao giờ các bạn thắc mắc là cách chơi bài Joker hay ý nghĩa của con bài Joker này là gì không? Nguồn gốc và vai trò của lá bài này là gì? Hãy cùng theo dõi nha! Joker là một quân bài đặc biệt và khác hoàn toàn với những quân bài khác trong bộ bài. Hai lá Joker thường in hình chú hề, một là mang màu đen, lá còn lại thì mang nhiều màu khác. Nhiều người cho rằng lần đầu tiên lá bài Joker xuất hiện là vào thập niên 1960, một vài năm trước khi mà công ty American Express Player ra đời, đã sáng lập ra thêm hai quân bài Joker này nhằm thu hút người chơi và tạo sự khác biệt. Có nhiều người khác lại cho rằng người ta thêm hai lá Joker này vào bộ bài tây vốn là vì nó cũng có những cách chơi, đó là Eldritch, Canastat, Hearth và War, những trò chơi phổ biến nhất có sự xuất hiện của chúng. Trong mỗi trò chơi thì Joker lại mang ý nghĩa khác nhau, nhưng nhìn chung, lá bài này đều biểu tượng cho quyền lực tối cao. Quân bài này vừa vô giá trị, nhưng cũng vừa có những giá trị tối thượng tùy thuộc vào hoàn cảnh của nó. Thứ tư, rô cờ bích tép, bí ẩn vượt thời gian. Các bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên mà một bộ bài tây luôn có đủ 52 cây bài, và vì sao chúng lại được chia thành 4 chất khác nhau? Về mặt lịch sử thì nó được cho là có liên quan tới những truyền thuyết thần bí của triết học Kabbala và Hermetic. Dưới đây là ý nghĩa của từng quân bài tây không phải ai cũng biết. Đầu tiên đó là quân bích, Spades, đại diện cho thanh kiếm, không khí, sức mạnh của hơi thở và tâm lực, hiện thân cho người đàn ông. Trong bói toán thì nó hiện diện cho sự cách trở, không thuận lợi. Ví dụ như quân hai bích mang hàm ý bạn gặp tổn thương nhưng do bạn đặt niềm tin quá nhiều ở một người rồi không được đền đáp xứng đáng. Tiếp theo là quân cơ, Hearth, quân bài tượng trưng cho nước, sức mạnh và tiềm thức, cũng như là sự chữa lành bệnh tật, hiện thân cho người phụ nữ và sự sinh sôi. Theo bói toán về cơ bản, lá bài này đại diện cho tình yêu, hôn nhân, gia đình có tốt hay không. Tiếp đến là quân rô, Diamonds. Chất rô thì mang ý nghĩa là lá chắn, trái đất, sức mạnh, sức chịu đựng và sự phong phú, đa tiền. Chúng còn mang biểu tượng cho sự giàu có, do hình dáng nên khiến người xem thường liên tưởng tới các viên ngói lợp trên mái nhà của giới thương nhân phương Tây. Cuối cùng là quân nhép, Gloves, đại diện cho hình ảnh cây đũa thần, lửa, ý chí và sự biến đổi vạn năng. Ví dụ như quân át nhép có nghĩa là sự tương quan về nhân quả, nợ nần, sự vay trả. Thứ năm,
Nguồn gốc nhân vật lịch sử GQK. Cầm trên tay những lá bài GQK thì có bao giờ các bạn nhắc đến về những hình vẽ của chúng ẩn chứa điều gì hay tương tự cho ai? Thật ra thì các hình trên quân bài GQK đều là những nhân vật có thật, bởi chúng được lấy cảm hứng từ những nhân vật lịch sử nổi tiếng. Đầu tiên là nói về quân ca cơ, được lấy hình tượng từ vua Charles thời La Mã. Caro đại diện cho hình ảnh vị lãnh tụ La Mã Caesar Julius Caesar. Lá ca tép đại diện cho Alexander Đại Đế, còn ca bích là biểu tượng của vị vua David của vương quốc Israel. Tiếp đến là các quân quy. Quân quy thường được đại diện cho các nữ hoàng trong lịch sử. Với quân quy cơ là hình ảnh của nữ hoàng Judith. Quân quy rô là hoàng hậu Richard, vợ thứ hai của vua Jacob, tổ tiên của người Do Thái. Quy chuồn là hoàng hậu Andrin. Và cuối cùng quỳ bích, tức nữ hoàng Eleanor, vợ của vua Leopold đệ nhất. Vậy còn các quân di thì sao? Quân di tượng trưng cho vị hoàng tử, tướng lĩnh hùng mãnh, văn võ song toàn ở bên cạnh nhà vua. Nói về di cơ thì nó tượng trưng cho hiệp sĩ La Hire, trợ thủ đắc lực của nhà vua Charles đệ bảy. Zero, hiện thân của hoàng tử Hector, người rất nổi tiếng trong cuộc chiến thành Troy. Tritep, đại diện cho hiệp sĩ Lancelot, cận vệ của vua Arthur. Và Tribic, nhân vật cuối cùng được đề cập đến là tướng Wellenstone, chiến đấu dưới trướng của hoàng đế La Mã Ferdinand đệ nhị. Thứ sáu, ca cơ, đức vua tự sát. Chơi bài lâu nhưng chắc hẳn các bạn không để ý đến điều này. Trong bốn lá ca thì ca cơ là một lá bài rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào thì các bạn hãy lấy ngay bộ bài ra để kiểm tra ngay nha. Nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy người đàn ông trong hình vẽ có vẻ trẻ hơn, mang nhiều năng lượng hơn. Để ý một chút thì các bạn sẽ thấy có một thanh gương đang cắm vào đầu người đàn ông này. Tại sao lại là như vậy nhỉ? Chẳng lẽ ông ta tự sát? Theo nhiều giả thuyết đặt ra thì ca cơ được cho là lấy hình tượng từ vua Charlemagne đại đế, vua của người Pháp. Và đây là giả thuyết được nhiều người tin và chấp nhận nhiều nhất trên thế giới. Nhiều giả thuyết thì chính vì vua này mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, căn bệnh quá nặng khiến đức vua phát điên, tự kết liễu cuộc đời của mình. Tuy nhiên, đã là thế kỷ 21 và lại một giả thuyết khác về thanh gươm này. Tay áo thanh gươm và tay áo của vị vua này hoàn toàn là khác nhau. Điều này cho thấy ngài ấy không tự sát mà bị ám sát. Họa tiết trên tay áo cầm gươm khá trùng với một tay áo của quân bài khác trong một bộ bài, đó chính là quân di cơ. Và hơn nữa, nhiều tài liệu cho rằng tạo hình của di cơ là La Hire, chính là người tùy tùng của vua Charles đệ bảy và là trợ thủ đắc của thánh nữ Chanidias. Vậy có thể suy đoán rằng La Hire đã đứng sau vua Charles và xuống tay hạ thủ. Tiếp đến là một quân bài quyền năng nhất của toàn bộ bài này đấy. Thứ bảy, nhà vô địch mang tên át. Quân át trở thành quân lớn nhất trong bộ bài nên người ta mới hay nói đó là quân át chủ bài. Vậy các bạn có biết vì sao mà nó lại là quân bài lớn nhất hay không? Trong tiếng Latin thì nó có nghĩa là ACE, có nghĩa là số 1, là nhà vô địch, được xếp trên cả những vị vua. Một bộ bài thường có 4 quân át dẫn đầu 13 quân mỗi chất, nhưng trong đó thì có một quân át big, ACE of Spades, được xem là quân bài mạnh nhất, đại diện cho quyền lực tối cao trong bộ bài. Nếu các bạn tỉnh ý sẽ thấy biểu tượng spades của lá át big thường phình to hơn so với những biểu tượng khác trong lá bài. Không những thế, nhiều người lại cho rằng quân át bích còn ẩn chứa một bí ẩn đậm chất tâm linh, vì biểu tượng spích trên lá bài át bích là hình xăm của người châu Âu xa xưa và là biểu tượng của tài lộc, thịnh vượng và chiến thắng. Chính vì vậy, át bích được xem là con bài lớn nhất. Thứ 8, kỹ thuật Pharaoh Cipher và thuật toán ấn dấu trong bộ bài Tây. Một điều khá thú vị nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là khả năng tự tuần hoàn và xác suất trong bộ bài Tây. Đây là kỹ thuật rất thú vị trong cách đan bài Pharaoh Cipher. Nếu như các bạn thực hiện 8 lần đan bài hoàn hảo, bộ bài sẽ trở lại đúng chính xác với thứ tự ban đầu. Kỹ thuật này dựa trên hai khái niệm, đó là Alfaro và Infaro. Quyết định dựa vào quân bài đầu tiên được đặt ở bộ bài. Đây là một kỹ thuật thú vị được giới ảo thuật trên thế giới áp dụng cho những trò ảo thuật của mình. Khá là bất ngờ phải không các bạn? Vậy thì hãy thử tại ảo thuật có bí mật bất ngờ này cho mấy đứa bạn trầm trồ nha. Và đó cũng là điểm kết cho câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Giải mã bí ẩn rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới. Nếu cảm thấy video thú vị, hãy tặng cho chúng mình một like, đồng thời đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo từ giải mã bí ẩn. Lịch công chiếu video mới của kênh là vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ dành thời gian để đón xem nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.